Hello anh em, hôm nay mời anh em đến với tựa game có tên là Happy Family. Dịch ra có nghĩa là gia đình vui vẻ, mà không biết có vui không ha. Chúng ta cùng vô thử nha. Thật là một ngày tuyệt vời. Một ngày tuyệt vời để thức dậy. Thật vui làm sao. Tôi lúc nào cũng vui. Và lúc nào cũng thấy hạnh phúc như thế. Happy happy happy. Mới vừa vô thấy game này nó vui lắm rồi anh em. À mình mở mắt ra này. Ngày 18 tháng 8 năm 1979. Ở cái con chuột số 5 giữa này. Và lúc 7 giờ sáng. Ở đây tôi đây anh em. Mới vừa vô là cảnh báo rồi. Game này có chứa mấy yếu tố giật gân đó. Ngồi tiếng ồn chum xì ke. Cảm ơn nha. Đồ quá dễ thương quá anh em ơi. Nhạc rất là du dương. À bấm V, V lên lock. Ok. Bấm shift để chạy. Được lấy. New day, same day. Ngày mới. Như mọi ngày thôi. À nhiệm vụ mình sẽ khám phá xung quanh trong căn phòng này. Giường mình có 3 cái giường, 4 cái luôn. Tôi đói. Mẹ ơi, không biết là mẹ có chuẩn bị bữa sáng chưa. Nhưng mà chắc không phải giờ này đâu. Bữa sáng mẹ làm ngon lắm ấy. Tôi rất thích khi mà mẹ đánh thức tôi dậy. Bởi vì đói rất là vui à. Go check on mom. Giờ mình đi kiểm tra xem mẹ có làm bữa ăn sáng cho mình chưa. Ủa gì đấy. Ồ, tại sao tôi không cảm thấy vui nữa. Cái này bị khóa rồi. Tôi cảm thấy không vui. Sao nãy nói vui lắm mà. Sao giờ lại vui lên đó nè. Ai đây. Go into the kitchen. Từ từ nha. Để vô nhà bếp đi mà. Ai đang ngó ở đây vậy. À tốt nhất là không nên đụng vô máy đâu. Ôi. Một ông chú đang nằm ngủ anh em. Bụng phệ có vẻ là hơi bốc mùi đấy. Cái này nhà hàng sớm. Nhà hàng sớm quên. Mình đi ra chỗ nhà mình thôi. Dinner room ở đây. Đây giống nhà chung cư ấy. Ở đây mẹ nè. Sao mẹ trẻ thế. Mẹ ơi. À tụi con dậy rồi sao. Mẹ đã làm bữa sáng cho tụi con rồi nè. Cảm ơn mẹ. À mẹ làm cho mình trứng với thịt. Một dĩa trứng với thịt luôn. Mẹ biết là tụi con thích lắm đó. Còn lúc nào cũng vui mà phải không. Đúng rồi mẹ. Đêm qua còn thức khuya lắm phải không. Nếu thức khuya quá là không có vui đâu nha. Sao con không đi ra kêu chị em con vô ăn sáng đi. Ok mẹ. Đúng rồi mình có chị em. Chắc chắn là mình có anh chị em. Bởi vì mẹ cứ kêu you guys, you guys. Mà tuổi giờ tôi thấy con mình tôi à. Mà có 4 cái giường luôn mà. Rồi. Bấm ship chạy. Tôi thấy có ai trong đây đó đâu. Kêu đánh thức vậy là sao. Trên giường là không có một ai á. Ủa. Mommy này. Jack, Daddy, Grandma, Mark. Có khá nhiều chị em. Lily, Jack, Mommy. Bố mẹ và bà. Và một người bị tô đen tên là Mark. À tôi hãy đóng cửa. Đây này. Bức tranh gia đình đây này. Đừng nói đây là anh chị em của tôi ha. Hy vọng không phải ông này á. Đâu thử xem. Không phải anh em ơi. Lên lầu, lên lầu. Chỗ này tầng hầm. Bị khóa. Không anh em ơi. Cái này nhà mình đấy. Nhà mình nó rộng kinh khủng. Cũng phải viết tên ở ngoài cửa để biết là phòng của ai. Đây này Jack Lily đây. Parent room. Phòng của bố mẹ. À mình có thể mở phòng của Jack. Trời ơi, cu te. Sao em nói với chị là chị phải gõ cửa mà. Phải nhớ là phải gõ trước khi vào nghe. Trời ơi, điều đó nó quan trọng lắm đó. Này chắc thằng em mình đó anh em. Thôi biết rồi, khỏi nhắc nữa, nhắc hoài. Nó sẽ giúp em cảm thấy vui hơn khi mà chị gõ cửa. Chị xin lỗi mà. Mẹ kêu em xuống ăn sáng đi kìa. Ok. Ăn sáng rất là quan trọng, chúng ta phải nghe lời mẹ. Ăn nó tốt lắm. Good 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 luôn. Ok.
Giờ mình kêu Lily, không biết em gái hay là chị gái, chắc em gái. Hello chị, buổi sáng sẵn sàng rồi em. Tuyệt vời, em cũng đói lắm rồi. Chị nhìn xem. Trời, nó kêu tôi nhìn mình, nó còn hù tôi. Sao vậy em? Hai đứa em sao vậy? À, tụi con đã ở đây rồi sao? Đến đúng giờ ghê đó. Rồi, tụi con vô bàn ngồi đi ngang. Mẹ sẽ đem đồ ăn ra. Hãy vô đúng vị trí đi. Sao mẹ tôi dễ thương mà hai đứa em nhìn thấy ghê vậy? Ơ kìa. Nè, chị có để ý là mẹ không bao giờ kêu thằng Mark xuống ăn cùng với mình không? Không hỏi là thấy lạ lắm rồi đó. Ăn chung với nhau vui mà. Dù kêu Lily sống hù, kêu rủ thêm Mark. Chị, em nghĩ là Mark đang ngủ dưới tầng hầm ấy. Nhưng mà cái tầng hầm nó bị khóa rồi. Cửa bị khóa thì rất là thú vị. Em tự hỏi sao nó lại khóa. Chắc là cửa bị khóa sẽ có những cái bí mật gì đấy. Nè, hey, có lẽ là chị nên đi hỏi mẹ về Mark đi. Đi hỏi han cũng tốt lắm đó, mẹ biết hết mọi thứ mà. Hỏi về Mark cũng rất là quan trọng đấy. Ok. Ôi ôi, mẹ ơi, mẹ đem cái gì đây? Nè, tụi con ăn đi. À, trứng và thịt heo, thịt ba chỉ anh em. Ăn đi rồi đi chơi nha tụi con. Nè mẹ ơi. Có chuyện gì vậy con? Tại sao tụi con không bao giờ thấy Mark đâu cả? Chúng ta không bao giờ bàn luận về Mark, con hiểu không? Con hiểu chưa? Dạ mẹ. Thấy chùa. Thôi bây giờ mình ăn xong rồi mình đi chơi. Chơi cũng vui lắm. Mẹ không thích mà mình ăn không xong rồi đi chơi đâu. Ok. Go play around. Bây giờ nó kêu tôi chơi đi, và sau đó sẽ cảm thấy vui vẻ, không biết vui chỗ nào. Đi chơi với cái ông bốc mùi này à. Ủa? Ủa sao lại về phòng ngủ này? Là chơi xong rồi hả? Đến chương 2. Sự tò mò. 18 tháng 8, à cũng là cùng một ngày luôn. Vào lúc 9 giờ 15 đêm, hãy dọn dẹp căn phòng của mình. Ánh sáng ban đêm này mở ra. Đấy, chỗ tím tím nhìn nó ma mị anh em. Nhạc chill quá. Nghe nhạc vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy vui. Lẫn lộn quá anh em ơi. Ui, có vẻ như là tụi con đã dọn phòng xong rồi phải không? Giỏi lắm. Và tụi con chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Mẹ sẽ không làm phiền tụi con nữa. Chúc ngủ ngon. Bây giờ đi ngủ anh em. Thế sao cái phòng mình có 4 cái giường rất là lạ nha. Mà dù hai anh chị em kia là có phòng riêng hết rồi. Ủa, nhiệm vụ là sneak cao à? Phải trốn ra ngoài anh em. Đi tìm hiểu về thằng Mark. Tại sao mẹ lại nhốt thằng Mark ở trong cái tầng hầm. À, đi tìm chìa khóa rồi. Khóa ai giữ vậy? Ủa, đi ngủ mà phòng của hai đứa em mình mở toang ra nè. Mark, we here. Hai đứa em rất là mong muốn gặp thằng Mark. Trời ơi, vô phòng bố mẹ được luôn rồi. Mẹ không có ở đây à. Không biết là mẹ để chìa khóa ở đâu. Cái cửa khóa trông dễ thương quá ha. Tôi vào lại phòng nhà ăn xem. Mẹ không có ở đây. À, đây là nhà bếp anh em. Đây mới là nhà bếp đó này. Ôi, tôi không được phép vào nhà bếp. Mẹ không cho. Nhưng mà thật ra, nhưng mà mẹ không có ở đây nên không sao. Pantry, có nhà kho đây. Có kho bếp gì mà cứ đen chạy ghế này. Ôi ôi, không hiểu sao tự nhiên nó pha vô có màu tím trông rất hay đấy. Nhìn bắt mắt lắm. Khá là lạ nhưng mà đem lại cái cảm giác rất là tuyệt vời, cảm thấy vậy vui buồn lẫn lộn anh em.
Ơi bây giờ là upbeat rồi, chạy quá upbeat. À mà có hay nhặt cái gì ở đây này, mặc dù tôi chẳng thấy cái gì. Trời đất ơi, đây là chìa khóa, circle key. Rồi rồi rồi. Bây giờ quay về cái tầng hầm mới mở cửa anh em. Ủa mà, cái này nó phải cái này cái hình thói rồi, chết rồi, mở cái cửa hình tròn trước anh em. Còn chưa giải đố nữa. Tròn như bên đây này. Không ai. Kế bên. Chứ này chưa phải là chìa khóa tầng hầm. Ok, đã mở. Ui ui. Nào, chơi hù chứ. Một cái tủ khá là lạ. À có gì đây? Đây này, chìa khóa đây. Đích thị là chìa khóa trái tim. Ủa chìa khóa trái tim. Vậy là chưa phải luôn nha. Đây đây, đúng rồi. Chìa khóa mở cửa trái tim ở trong phòng mẹ anh em. Đừng hù nữa nha. Mới nhắc xong. Ai đây? Giống với hình nộm á. Mommy's favorite child, Mark. Người con mà mẹ yêu quý nhất chính là Mark. Có vẻ là mẹ mình khá ám ảnh với đứa con của tôi là Mark này. Nó đang nằm tay. À, đây này. Cái con hình nộm này. Rồi tôi nhặt được cái chìa khóa tầng hầm rồi. Bây giờ mình xuống đó thôi. Nhạc thì nghe du dương, tự nhiên mở cửa ra cái jump scare. Rồi, mở cửa này ra. Nè nè, hù nè. Ủa không hả? Hết rồi hả? Mẹ sẽ không vui khi bà biết tôi vô đây đâu. Tôi xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì con cảm thấy không vui. À, qua chương 3 rồi. Ôi ôi, sẽ tối này. Căn hầm vui vẻ. Ô đồ. Ừ, nó tối lắm biết mà. Tối thì rất là sợ. Ai chẳng sợ em á. Ai đây? Ai đấy? Một ông chú. Ông đây xì xầm xì xầm. Trời ơi, giống như cái ông vô gia cư. Ông ngồi ông khóc anh em nghe kỹ là ông khóc ấy. Không biết mẹ làm gì mà nhốt ai dưới đây này. Ôi dồi ôi, sinh vật kỳ bí gì đấy. Vẻ khá là tối nè. Toàn mấy hình nộm mà. Ghê quá. Gì chứ mấy cái nét vẽ ngoạc ngoạc này, gạch gạch. Trông rất kinh. Này tiếng chuột. Thấy cây cầu. Nào. Nó làm tôi choáng anh em. Mở cửa nhanh 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 nhanh. Hey, thở thở thở. Playroom. Phòng vui chơi à. À, lại đi tìm chìa khóa rồi. Chìa khóa. À đây đây đây, tôi có thể rẽ sang bên trái bên phải. Đi tìm chìa khóa hình trái tim để mở cửa. Này chắc không đụng được đâu. Vừng ơi, mở cửa ra. Nhiều cửa thế này. À đây, ai đang thì thầm vào tai tôi. Black Square. Tôi cần hai cái chìa khóa. Một cái hình trái tim, một cái hình vuông màu đen. Sau đó tôi mới quay trở lại đây được. Hồi lại ông chú. À đây còn đường này. I see you. Nó nói rằng nó thấy tôi. Nhưng tôi không thấy nó. Mũi tên là chỉ về hướng này à? Hả? Một con dê. Travel ác quỷ. Hãy đi ra khỏi đây đi thằng nhóc à. Lỡ vào vào luôn nha. Sao về được, phải đi tìm thằng Mark. Tại sao mẹ mình lại giấu nó? Tại chỗ này mới có đường đi nè anh em. Nhúng mình nhúng xuống. Nãy mình đi luôn. Ngồi nhảy lên. Nhảy qua. Lên tới đỉnh luôn. Ờ. Qua đây. Ngồi. Ôi, giật gì?
nó mở đường à. Coi có đường đi rồi nhưng mà đi lòng vài lòng vòng anh em. Đây vô đây này. Open the door. Ôi dồi ôi. Có cái gì đấy. Tôi nhặt một chìa khóa đúng không? Black square. Cái hình vuông màu đen. Lại cho chìa khóa ở dưới kia kìa. Ở này em không... Ôi dồi. Chưa có mở cửa mà đã hù à. Ai cho hù trước hả? Chơi thấy ai chơi? Có ai đó đang nói chuyện tôi. Ê! How nice rồi. Này cậu nhóc nhỏ à, có muốn chơi game không? Ai biết tôi có trả lời được đâu. Thì chơi đi nhá. Ok, im lặng có nghĩa là có. Hãy nhìn xem cậu nhỏ nhắn như thế nào. Cậu ở đây để tìm thằng em trai đúng không? Đừng nói dối với Hon Nát tôi. Đừng nói dối với Papa. Ông này là bố mà nè. Hãy cùng chơi game nào. Ta biết con cũng muốn chơi game với ta. Và ta hứa là sẽ không làm mất thời gian của con đâu. Ta sẽ cho con cái chìa khóa để đến cái phòng vui chơi. Và chúng ta có thể chơi chung với nhau. Ok bố. Chơi bố. Bàn tay của bố. Bàn tay nằm ngon bố vẫn kêu sao. Rồi cảm ơn nha. Con lấy được chìa khóa màu đen. Trái tim màu đen. Rồi đi thôi anh em. Tôi không nghĩ Roblox lại làm ra một con game như thế này. Nào. Rồi. Ai nói vậy? Oppa hả? Từ 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 từ. Hả? Nó nói có làm rớt cái gì dưới à? Có làm rớt cái gì đâu. Ông đó ông xuống sẽ lụm cho mình. Chỉ vì con thôi. Sugar sugar. Cảm ơn bố. Bố lấy gì dưới vậy? À không phải. Cái đường đi đã bị rớt. Cái ổng nâng lên giùm túi rồi. Đạm thấy ghê. Đừng có hù nữa nha. Rồi mở cửa hù nè. Hù đi. Không hù. Ế cái lúc chuẩn bị thì không hù đâu. Đi thôi đi thôi đi thôi. Chơi gì với bố đây. Chương 4 rồi. Playroom đây. Chào mừng đến phòng vui chơi của chúng ta. Chúng ta rất là vui khi có con tham gia. Tên lão quá tôi không đọc được luôn em. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi chung với nhau. Và ta hứa sẽ không làm con đau đâu. Không có gì mà con phải sợ cả. Tuy nhiên, nếu như con thắng thì ta sẽ có phần thưởng cho con. Hãy cùng bắt đầu nào. Ủa sao còn thua thì sao bố? Ông không nói với mình luôn ha. Đây là cái con game ta thích nhất. Hãy né tránh cái đầu búa. À, hoặc có thể là không. Chúc con may mắn. Né nào. Ê dạ 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 dạ. Rồi rồi, ông giọng cái này xuống cái gì. Rồi mình né cái gì. Rồi ok. Là vui dữ chưa. Á à. Cái này mà lắc một cái là thôi bỏ game luôn ấy, không nói nhiều. Không giọng hai cái cục búa. Ui ui ui, nhanh 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 nhanh. Ui. Hết hồn. Xoay đi xoay đi. Quay nhanh như bánh xe quay nhanh. Rồi xong luôn. À, mình có sinh mệnh. Mình còn mạng anh em, hình như mạng là nó cho vô cực luôn đấy. Bây giờ chẳng dễ tí nào để mà né ra nè. Rất là tối. Trời ơi xoay cái gì này. Thật là một ngày buồn tẻ. Ta không muốn hại ai đâu. Rồi xoay tiếp đi bố. Nhưng đây sẽ là có phần thưởng cho con đó. Ta nghĩ là con sẽ rất là thích. Hãy chơi chung với nhau nào. Come on. À chơi xong chưa? Chơi xong rồi đấy anh em. Về. Thì rút cuộc Mark đâu. Đây đây, phòng của Mark đây. Mark ơi, em trai của tôi. Oh no. Con nghĩ con có thể gặp được thằng em trai sao? Xui cho con rồi. Để ta cho con một cái đặc ân nha. Và đó là... Là gì bố? Không có trò chơi nào cả. Con đã đánh bại hết các trò chơi ở đây rồi. Chúc mừng con. Ôi gì?
đổ lợm này. À, lại nữa à. Trò chơi thứ hai, con có đoán ra đó là gì chưa? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ có tên là tag, gắn vào. Là gì vậy bố? Nếu như con muốn đánh bại cái trò chơi cơ bản này thì hãy unlock mở cửa ở cái cửa dummy, cửa hình nộm nè. Ôi, cái gì mà chói thế này, làm sáng lên được không? Chơi trò tìm đường rồi anh em này đúng không? Có chìa khóa rồi. Chìa khóa kim cương à? Cái này hình kim cương à? Nãy đọc hình thôi thấy bà luôn nghĩ kim cương, kim cương nào. Cái gì đấy? Ui ôi, con đi hù quá à. Ôi đầu á, giờ chó còn hù mình à. Ui dồi ôi, nó nằm kế bên cái cửa luôn, ác thế. Làm đi tìm nãy giờ, nằm đằng sau anh em, tôi không biết còn random hay không, ác ôn nhá. Ra rồi nhá, tôi muốn thoát ra khỏi đây, đúng rồi. Gì vậy à, thôi tôi không có sợ nha. Mà chơi khăm quá tôi ghét, là tôi muốn ra khỏi đây chứ tôi không có sợ nhá. Chu scare sẽ giống bốn ngôi mộ này. Cái cây anh em ơi, không mà nó không leo lên được. Ủa mình có cái bức tường, đây bức tường màu trắng nè anh em, nó nằm góc này này. Nhà mình đây, đây nhà đây. Về cuối cùng cũng về đến nhà, con về rồi đây. Ui ôi, mẹ mình với hai đứa em kìa, sao đây? Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ của con kìa, đó có phải là mẹ thật sự hay không? Vậy còn đứa em trai và em gái còn như thế nào? Mẹ của con không yêu con đâu, và không ai yêu thương con cả. Thậm chí Jack Lily không phải là em của con nữa. Con có hàng trăm người anh em cơ. Con có thực sự nghĩ mẹ yêu thương con không? Con chỉ là cái vật thay thế mà thôi. Ôi dồi ôi, rồi sao? Ơ, vậy là hết game. Mới chapter 1 anh em. Đây, mới chapter 1 thôi. Vẫn còn những chapter sau, thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về hàng mát anh em. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc mình em một ngày tốt lành. See you.